Hồi sáng là chốt xong con 21 rồi ha. Bây giờ là chốt tiếp một con DC70 2022 Pro nha. Đây, anh trai chủ máy nè. Anh mình ở huyện nào tỉnh nào anh? Đắk Lắk. Đắk Lắk hả? Đi vào cùng ông chú này ông ủng hộ rồi nè anh. Ông chú này bà ủng hộ rồi nè. Đây dẫn bạn và ủng hộ tiếp ha. Này là bạn hay là sao? Anh em hả? Chung làng luôn không anh? Dạ vâng. Đây giờ vào ủng hộ tiếp con 22 Pro luôn nha. Đây xe này tình trạng Vin 3 bà con. Cái hàm này nó chưa lót nữa anh em. Cái hàm này nè. Hàm này Hậu ơi. Hàm này chưa lót luôn. Đây quay cho anh em xem. Đó, băng tải chưa mua chưa luôn nha. Mà hàm này có hơi lủng nhẹn lỗ rồi anh em thấy không? Nó sáng sáng cho nó đó. Rồi tới lui thử máy tắt máy coi thử cho anh. Bây giờ tắt máy cho bà con coi nha. Rồi. Rồi các bạn ơi. Đây chân chắn đây. Sơn sơn màu xanh chảo luôn á. Cái xe này là xanh chảo luôn, số thêm không hú nha anh em, số không hú hí gì hết. Đó. Khách quen quay lại ủng hộ tiếp tục ha. Bây giờ để ông bảy động cơ đó. Đó, để quay hai vỏ khoan nó còn nguyên si, hai vỏ khoan nè, vỏ khoan lúa, vỏ khoan bươi nè. Chưa lửng ha. Cơ thoát thùng cũng băng à. Mấy chiếc này hàng dạng 400 mấy tiền à. Mấy máy chạy lướt à. Cho nên là mình hỏi bạn về cái đồ đẹp của em nó đi. Giờ chỉ ra lót hàm mua băng tải lại cho anh mình thôi ha. Rồ 2022 nha anh em. Đó, mở cái thùng cho anh em xem. Đây 4 miếng lưới ghim vẫn còn này nhưng mà nó mòn rồi. Nó mòn cái gờ này là chạy không có được ha. Chạy nó không sạch lúa ha. Quặng ghim vẫn giữ nè. Rồi nắp hông tủ lạnh nè, còn khá lướt nha. Nắp tủ lạnh nè, còn khá là mướt. Đây giờ em dỡ hàm lên cái này. Anh ơi. Cái gì hả? Đây. Đó, quay từ chi tiết còn chưa tháo nè. Chưa tháo khoan luôn. Khoan chưa tháo nè. Đây, vô phần hộp số quay cho con coi. Số này thì Gin 3 nút nhưng mà nó hơi gỉ nhất nhẹ ngay chỗ hai cái phút kích chuyển hướng. Bây giờ sẽ chạy kiểm tra cho luôn. Phát này còn viên luôn nè. Chơi luôn con, xanh chảo không? Dạ. Hàm bể nè, ốc viên nó vẫn còn nè, sáng tới nè. Chóc hàm nè. Hàm chưa lót luôn nè bà con. Rồi ok. Phân khúc tầm giá 300 mấy 400 thì anh em sở hữu được 21, còn hơn 400 thì mình lấy 22 luôn anh em ơi. Rồi bà con nào đang cần dùng máy gì á thì cứ liên hệ cho em ha. Đây giờ chạy xuống bảo dưỡng cho anh nè, số để im luôn à. Đây bố mình hai anh chủ máy với lại hai anh hồi trước mua lần này vào chơi ha. Rồi cảm ơn em Đắk Lắk ủng hộ.